Cái này giống này. Xin chào tất cả các bác. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác có sản phẩm mới, đấy là công tắc tổng lên xuống kính của Tota Vios 2004-2005. Đây. Đây là lớp tổng lên 4 cánh nha các bác nhé. Các bác có nhu cầu liên hệ với em theo số điện thoại 0769086333 để được hỗ trợ và tư vấn thay thế và lắp đặt tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh các bác nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của em.